chào tất cả các anh chị khán thân mến. Và để tiếp tục phê thống nhà đẹp, ngày hôm nay Hằng đi giới thiệu một căn nhà phố tọa lạc ngay vị trí mặt tiền đường, thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề, vừa ở mở phong phòng công ty, tiệm nail spa, cơ sở giáo dục y tế, làm gì cũng ra tiền luôn nè. Một căn nhà tọa lạc ngay trục đường nội bộ, mặt tiền đường của đường Huỳnh Văn Nghệ. Đường này sẽ thông qua đường Nguyễn Tư Giản, đường Bùi Quang Là cũng như là đường Phan Nguyên Ích thuộc phường 12 quận Gò Vấp. Nhà mình giáp ranh với quận Tân Bình, Tân Phú, kế bên chợ Phạm Văn Bạch. Cả nhà mình di chuyển về hướng sân bay Tân Sơn Nhất chỉ tầm khoảng 15 phút. Một căn nhà ngay trung tâm quận Gò Vấp, cặp nhà phố hiện đại có thiết kế thang máy bên trong nhà, phù hợp an cư sinh sống hoặc là mình cho thuê bên dưới mặt bằng, bên dưới mình kinh doanh đó cả nhà. Đó, đường hiện hữu rộng từ 8 cho đến 10 mét. Ba làn xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau được. Có khách mình di chuyển đến chơi nhà thì vỉa hè bên hông nè, mình đổ xe ô tô cũng rất là thích hợp luôn. Có vỉa hè trồng cây, trồng hoa. Kế bên nhà mình là văn phòng công ty cho đến shop thời trang, cũng như là ngân hàng, rồi mấy cái bách hóa xanh đầy đủ luôn á. Kế bên chợ tiện ích bao bọc xung quanh luôn. Một cặp nhà phố, cái cấu chuẩn là một trệt một lửng, ba lầu, thêm ban công sân thượng bên trên. Và nhà mình thuộc hướng chính là hướng đông nam, phù hợp khách hàng mình hướng mệnh là đông tứ trạch, với thông số diện tích chiều ngang là 4m1, chiều sâu là 13m. Công năng sử dụng bên trong nhà gồm phòng khách, phòng bếp, mặt tiền dùng để kinh doanh. Bên trên có tổng là 3 phòng ngủ, trong đó mình có phòng thờ, ban công, sân thượng đầy đủ, với mẫu kiến trúc hiện đại được gia chủ mình đầu tư rất là chỉnh chu và sang trọng luôn. Đẹp quá cả nhà ơi. Và gia chủ đang rao bán cho ngay nhà này phân khúc giá bán 13 tỷ 350 triệu đồng, giá còn thương lượng với chính chủ nữa. Đang đi sớm chợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50-80% giá trị nhà. Và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển vào bên trong ngôi nhà để tham quan nè. Một trệt một lửng, ba lầu, ngay vị trí đường hai chiều. Một cặp nhà phố thiết kế hiện đại thông minh, có thang máy. Và đối diện nhà mình đó là sân bóng nha cả nhà. Đó, lòng đường đẹp chưa. Và gia chủ trang bị cho mình gồm hai lớp cửa ra vào, một lớp cửa cuốn bên trong, thêm một lớp cửa nhôm xin pha, kính cường lực. Và khu vực tầng trệt đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện. Đây có hai căn nè. Đó, hệ thống camera bên trong lẫn bên ngoài đã được gia chủ mình đầu tư tương đối đầy đủ luôn. Hằng Ni đi từ căn bên dưới để cả nhà mình cùng ngắm nhìn thử. Và em bắt đầu chuyển vào bên trong nè. Hai căn giống y chang nhau luôn, cho nên em quay mẫu một căn. Bên dưới này mình kết hợp kinh doanh, rồi mình đổ được một chiếc xe ô tô 4 trò 7 chỗ xe bán tải rất là thoải mái luôn. Hai phía bên mảng tường của mình được gia chủ mình thiết kế với tông làm màu xám, có những cái viên gạch kết hợp thêm những cái tấm than tre, những cái tấm đèn chiếu sáng âm vào bên trong và thông từ nhà lên bên trên. Bên trên mình có đèn chùm chìm chìm dựng cấp đèn led âm trần. Bên dưới là mình có lát gạch nhám, tông làm màu kem 61m2. Và di chuyển tiếp tục vào bên trong, trong đó mình có gian phòng khách, sofa, bàn trà, kệ tủ tivi, tủ rượu, tủ trưng bày được gia chủ sử dụng cho mình là chất liệu gỗ an cường. Mảng tường khu vực tấm than tre của mình được gia chủ thiết kế với tông màu xám nhìn rất là nét luôn. Một căn nhà gia chủ đặt thang máy, thang bộ nằm ở cuối nhà, cho nên mỗi tầng như vậy không gian sử dụng rất là đầy đủ luôn nè. Đây mình có khu vực tiểu cảnh mini ở đây nè. Đó, rồi khu vực quanh này là toilet sử dụng tại tầng trệt. Toilet nhà tương đối rộng luôn nha, có lavabo, đun sôi, bồn vệ sinh, rồi tấm hoa sen đứng, gạch ốp cao phun trần lên trên luôn. Và cũng như là gian thang máy của mình, khu vực thang máy nè. Đó, rồi thang bộ bên này được gia chủ mình ốp đá tây vịnh bằng nhôm xin pha, cái loại hiệu ứng mới nhất luôn, kết hợp với lan can bằng kính cường lực. Và cùng Hằng Ni chúng ta ngắm một lần nữa từ phía cuối ngôi nhà. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà và giá bán hợp lý nhất. Hoặc có là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hãy bấm vào kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ni. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà khách hàng mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Và Hằng Ni di chuyển tiếp tục lên gian tầng lửng bên trên, được gia chủ đầu tư dành hẳn riêng làm gian bếp bên trên này. Trong đó là mình có đầy đủ các trang thiết bị, hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, tủ lạnh xe bay xay lớn. Mình có máy rửa chén luôn, được gia chủ sử dụng cho mình. Toàn bộ là chất liệu gỗ an cường.
một căn nhà phố ngay vị trí mặt tiền đường và thiết kế nội thất vừa đẹp vừa sang. Mặt tiền đường thì hai chiều nữa chứ, kế bên quận Tân Bình, Tân Phú, cả nhà mình đi siêu thị, đi mua sắm thì kế bên Emart rồi trung tâm thương mại Ion luôn. Đó, gian phòng bếp mấy chị mấy cô bước vào là say đắm luôn nè. Và mấy anh cũng phải ngất ngay luôn nha. Có hệ tủ rượu, tủ trưng bày luôn á, bộ bàn ăn 6 ghế. Bên trên mình có quạt máy xoay, thoáng lắm. Và khoảng này nhìn thông tầng xuống bên dưới. Với khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ly làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà với giá bán hợp lý nhất cho một căn nhà đầy đủ công năng cho một đại gia đình của mình. An cư, nghỉ dưỡng, hệ tủ bếp trên, bếp dưới được gia chủ sử dụng toàn bộ cho mình là chất liệu gỗ an cường. Đó, thoáng chưa? Và Ly di chuyển tiếp tục lên gian lầu tiếp theo. Cùng em chúng ta đi vào bên trong thang máy để cùng ngắm nhìn thang máy. Đang được gia chủ rao bán với phân khúc giá bán là 13 tỷ hơn. Mình vào mình thương lượng với chính chủ. Thằng này có một mức giá rất là tốt luôn. Mình vào mình thương lượng dưới 13 tỷ thoải mái nha cả nhà. Cho một căn nhà đầy đủ công năng cho đại gia đình của mình an cư nghỉ dưỡng, được gia chủ thiết kế và có bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian an cư sinh sống. Đợi thang máy di chuyển xuống bắt đầu mình đi lên nè. Sang ngang 4m1, chiều sâu là 13m, một cặp nhà. Mình vào mình lựa ngay một căn nhà ưng ý nhất, hoặc có là mình chọn một cặp như vậy, rồi hai gia đình của mình, bà con rồi anh em gì mình ở kế nhau cũng rất là phù hợp luôn đó. Hoặc là mình mua cho hai đứa con trong gia đình giữ lại tài sản rồi bây giờ mình cho thuê cũng được đó nha cả nhà. Và di chuyển tiếp tục lên gian lầu tiếp theo nè. Thang máy tới rồi. Thang gia chủ thiết kế cho mình cái tông màu hồng vàng á, vàng hồng nhìn nó sang trọng lắm luôn á. Bên trong thang thì có tấm kính nè, đó, tính trang trí, tính gương soi, từng trệt từng lửng. Bây giờ mình di chuyển lên lầu 1. Thang này trọng lượng của mình là 450 kg, mỗi lần di chuyển như vậy được 6 người, thang 4 kính. Bên trong thang là rất là rộng luôn á. Đó, và Hằng Ly đang có mặt tại gian lầu đầu tiên được gia chủ thiết kế cho mình. Một phòng ngủ master tại đây, trong đó là với tông màu vừa sang vừa đẹp. Phòng master đầy đủ các trang thiết bị nội thất bên trong. Và nhà mình nó có nhà ngay chỗ này nè, sẽ được gia chủ thiết kế một cái giếng trời nè, từ bắt đầu từ gian bếp cho thẳng lên trên đó. Đó, cho nên cái phòng ngủ bên trong, khu vực toilet sẽ mở cái ô cửa sổ ra bên ngoài. Phòng ngủ master xịn chưa, quá là sang trọng đẳng cấp luôn. Mình có bồn tắm sụp, bồn tắm nằm, vòi tắm hoa sen, lavabo đương soi được gia chủ thiết kế nằm ở phía bên ngoài. Bồn vệ sinh, vòi tắm hoa sen đứng luôn. Cái mặt kính nằm nghiêng bên trong, mọi người ngồi đây mình chiêu chiêu. Cũng rất là hay luôn, mình kính đáo hơn mình về mình là kéo đi một tấm hoa rèm hoặc là một tấm kính che trắng, còn không lẽ không gian mở như vậy cũng được. Đó, hợp lý chưa? Và bên đây là có hệ tủ quần áo nè, kết hợp với phòng xông hơi trong phòng ngủ master luôn. Và đặc biệt có khi mình ra vào sẽ được gia chủ thiết kế cho mình sử dụng bằng khóa bát thẻ từ vân tay. Đó, hay quá hả nha. Đây cũng có nghe vào. Và phòng ngủ master của mình với tông là màu kem mẫu hiện đại. Bên dưới của mình là lót gạch da gỗ. Rồi mình có cái quầy tủ để đồng hồ mini, để mấy cái đồ trang sức nè, giường ngủ, bàn trang điểm, hệ tủ táp kết hợp với bàn làm việc. Bên này nè, mình có được gia chủ thiết kế cho mình một cái tủ để túi sách luôn á cả nhà, để đồ trưng bày á. Bên dưới có hẳn một cái máy lạnh luôn nè, mình để mỹ phẩm vào thì rất là phù hợp luôn. Và lắp cho mình hoàn thiện máy lạnh bên trong phòng rồi. Khu vực giường ngủ của mình ở tấm mộc niệm kết hợp thêm mình có lam gỗ bóng lên, nhìn nhà mình rất là sang luôn á. Và di chuyển ra phía ngoài này đã được gia chủ mình đầu tư, có ban công phía trước nữa, khu vực trồng cây trồng hoa, để một cái bàn trà nhỏ nhỏ để ngồi. Một cặp nhà phố mà khách hàng mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ly làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà phải bán hợp lý nhất. Có diện nhà mình là trồng cây nè, và cũng diện là sân banh nữa, cho nên view lúc nào cũng rất là thoáng luôn á. Ở mấy cái căn hộ chung cư mà kiếm cái view gì là không có nè, view á lúc nào cũng thông thoáng hết trơn. Và nhà phố rồi đặc biệt còn khó hơn nữa, mà cái view này thì đối diện là sân banh cho nên không có xây nhà đâu, cho nên lúc nào cũng thoáng hết á cả nhà.
và Hằng đi di chuyển tiếp tục lên gian lầu tiếp theo. Ngài đến cùng em tham quan thực tế thử căn này để làm việc với chính chủ. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng đi tham quan thực tế. Cũng như là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Hãy bấm vào kênh YouTube Nhà Đất Hằng Ni. Trên kênh của em có hơn 1.000 căn nhà để các em mình lựa chọn ngay một căn nhà ưng ý nhất với giá bán hợp lý nhất. Đó, gia chủ thiết kế mỗi tầng như vậy là mỗi không gian sử dụng riêng biệt dành cho một cái gian phòng master luôn, vừa thoáng và đầy đủ công năng, đầy đủ nội thất bên trong nhà của mình luôn chứ. Và đi di chuyển tiếp tục lên gian lầu tiếp theo nè. Bây giờ đi tiếp tục lên phòng ngủ thứ hai nè. 13 tỷ 350 triệu đồng. Mình vào mình thương lượng dưới 13 tỷ thoải mái nha cả nhà. Sổ hồng chính chủ công chứng mua bán trong ngày. Một căn nhà phố, một cặp nhà phố, một cặp thang máy ngay vị trí mặt tiền đường thuận tiện kinh doanh đa ngành nghề. Và nên đang có mặt tại gian lầu tiếp theo đã được gia chủ mình đầu tư hoàn thiện, tương đồng giống tầng bên dưới nè. Đó, chỉ khác một thiết kế một tí ti thôi, còn ngoài ra thì giống y chang luôn á. Trên đây thì gia chủ không có thiết kế một tấm sụp, một tấm nằm. Mình có lavabo đương sau quay nè cả nhà. Ở bên trong là khu vực bồn vệ sinh và tấm hoa sen đứng. Đó, cái ô cửa sổ mà khu vực kính trời luôn. Phòng rộng á, gia chủ thiết kế rất là hay luôn á. Với diện tích chiều ngang là 4m1, mà nhìn vào nhà mình như là ngang rộng như 4m5 vậy đó. Đó, mình có tủ quần áo kết hợp hợp với bàn trang điểm nè. Trên phòng trên này là thiết kế cái nội thất hơi khác, cái tông màu bên dưới một tí nha cả nhà. Mình kéo video lại mình xem thử á, hai cái thiết kế khác nhau hoàn toàn luôn. Mà gia chủ thiết kế cũng rất là chăm chút, phòng nào cũng rất là xinh luôn. Mỗi phòng mỗi vẻ, mà càng lên cao thì view càng thông thoáng. Đó, view nhìn ra khu sân bóng nè. Chiều trưa vừa thoáng mà nhà lại thuộc hướng chính là hướng đông nam, một hướng rất là mát nữa chứ. Và cả nhà mình quan tâm căn nhà này, hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và thương lượng ngôi nhà cho bán hợp lý nhất cho một căn nhà phố đầy đủ công năng cho một đại gia đình của mình an cư sinh sống và nghỉ dưỡng. Bạn đi di chuyển tiếp tục lên gian lầu tiếp theo để cả nhà mình cùng tham quan nè. Lâu lâu mới thấy một căn nhà ngay vị trí đường to như vậy. Dạo này hôm giờ tầm khoảng 2 tháng đổ lại gần đây là đa số Hằng đi thấy nhà lên sóng đều là những căn nhà thường rộng thông thoáng thôi. Hồi trước là cứ một đợt như vậy tầm khoảng 10 căn mới được 1-2 căn, mà gần đây thì 10 căn hết 6 căn là có đường rộng rồi. Đợt này mà cả nhà mình đi mua nhà thì rất là hợp lý luôn á. Mà tính ra mấy căn em mới quay tầm khoảng hôm giờ khoảng một tháng đâu lại đây thì 10 căn cũng đâu đó cũng bán hết gần 5 căn nữa cả nhà. Mấy căn đường to to á, tại vì giá thì cũng bằng một căn trong đường hẻm mà. Mấy căn khu phân lô bây giờ cũng tầm khoảng 10 đến cho đến 13 tỷ một căn, là có thang máy tùy diện tích. Thì tính ra cái đường thông thoáng như vậy thì nằm trong một sự lựa chọn rất là hợp lý để cả nhà mình chọn được một căn nhà an cư sinh sống luôn á. Bạn đi di chuyển tiếp tục gian phòng tiếp theo nè. Đó, nhà mình có tổng là 3 phòng master. Hai phòng trên này thì gia chủ không có thiết kế phòng tắm sụp, phòng tắm nằm. Còn cái phòng đầu tiên lúc mình đi quay tại tầng 1 thì lại có cái phòng xông hơi, phòng tắm sụp, phòng tắm nằm nữa, cũng rất là hay luôn. Đó, một cái hệ tủ quần áo chạy dài luôn. Ở bên dưới là mình thiết kế cái tủ quần áo, và ở đây mình có một cái chỗ để cái bàn trang điểm nè. Còn ở trên này gia chủ sẽ tách rời ra. Đó, đẹp chưa? Rồi giường ngủ hệ tủ táp, còn cái ghế lười chiêu chiêu nữa chứ. Đó, đẹp quá cả nhà ơi. Mình có bàn trang điểm, kệ tủ tivi, giường ngủ nè, rồi cái ghế lười ngồi, rồi rèm màn cửa phía trước nữa, nhìn ra sân bóng phía trước. Hãy đến cùng Hằng Ni làm việc với chính chủ và thương lượng ngay căn nhà phố này. Cái view vừa thông thoáng mà vừa mát mẻ nữa. Nhà lại thuộc hướng chính là hướng đông nam. Đó, tuyệt vời chưa? Nhìn xuống dọc đường bên dưới nè, đường ba làn xe ô tô chúng ta di chuyển tránh nhau được luôn. Và hãy đến cùng Hằng Ni làm việc thực tế thử căn này để làm việc với chính chủ và mua bán với một mức giá hợp lý nhất. Và đi di chuyển tiếp tục lên gian lầu tiếp theo nè. Đây, từ đây mình nhìn ra nè cả nhà, càng lên cao thì view càng thoáng luôn. Cái tầng này view thoáng quá ha, thoáng mà mát nữa. Lên đây mà gió hùa mát lắm luôn cả nhà.
ngồi đây mình nhìn chiêu chiêu thì nó cũng rất là hay luôn á. Mà nhiều khi mình không có cần kinh doanh thì cái nhà mặt tiền như vậy á, mình nó ở trong nhà á hả, thấy thoáng lắm. Nhiều mà chạy xe ô tô á, taxi đến cũng tiện nữa, đi đâu cũng tiện hết á. Nhà chỉ bằng một căn nhà trong đường hẻm khu phân lô hiện nay. Vàng đi di chuyển tiếp tục lên gian lầu bên trên để cả nhà mình cùng tham quan. Một căn nhà chính chủ, sổ hồng công chứng bán trong ngày. Đó, khóa ra vào đều được gia chủ mình thiết kế cho mình là khóa bát thẻ từ vân tay luôn. Nãy giờ Hằng đi là một trệt một lửng, lầu 1, lầu 2, lầu 3 rồi. Bây giờ Hằng đi lên lầu tiếp theo nè. Lầu này sẽ được gia chủ thiết kế cho khoảng sân thượng bên trên. Đó, thang máy nè. Rồi ở đây là cửa hiến trời. Lúc nãy Hằng đi có đi quay với cả nhà. Có một mẫu nhà thiết kế cái hiến trời đây bằng những cái ô mà lấy sáng á. Em thấy hợp lý lắm luôn á. Đó. Ở nhà thích nghĩa là đang cần xây dựng nhà phố á, mình thử tham khảo thì cứ nhắn tin cho Hằng Ni. Hằng Ni gửi thử cái mẫu hiến trời của cái nhà bên đó đó. Em thấy là hôm giờ chỉ có duy nhất một cái nhà đó có thiết kế vậy thôi, nhìn cái nó rất là hay luôn. Nè, ở đây có hiến trời đây nè. Đó. Mẹ cha chủ thiết kế cho mình bên trên này làm phòng thờ ông bà tổ tiên, tùy theo phong tục tập quán của gia đình mình. Phòng thờ để thờ cúng hoặc có là sử dụng làm phòng livestream, đọc sách, uống trà, phòng yoga, thư giãn cũng được luôn. Rồi nhìn view cái bên ngoài này là cái bàn trà, ghế ngồi. Mình trồng thêm cây ăn trái, trồng cây trồng hoa nữa. Mình có một cái bồn, một cái bàn. Bàn để nấu ăn, uống nhẹ nhẹ trên này cũng rất là hay luôn nè. Đó, view thoáng chưa? View nhà mặt tiền mà còn ngay view thông thoáng. Ngay khu sân banh như vậy nữa. Trồng cây bên dưới mát và thoáng lắm luôn á. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni chân trân trọng cảm ơn khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo nhận video mới mỗi ngày. Và trước khi kết thúc video, Hằng Ni xin gửi lời cảm ơn một lời chúc đến đại gia đình của mình. Các cô chú anh chị luôn có sức khỏe, an yên và tràn đầy hạnh phúc. Và mình đón một năm 2024 vạn sự như ý. Và Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt. Bye bye.